ấn tượng đáng kể nhất trong 2024 cho anh em là yêu công nghệ nhưng mà tính tự vẫn cao anh em nhá. Đó là bộ đèn Mazda D-Smart cho anh em đây. Đây là một chiếc Mazda C5, xe này bên mình vừa tiến hành lắp đặt xong nâng cấp một bộ đèn ở phía xa cho xe, tích hợp trên chìa khóa zin anh em nhá. Khi mà anh em trong nhà hoặc là anh em trên cơ quan văn phòng, anh em chỉ cần ấn trước là 5 phút rồi xe anh em sẽ tự động nổ và điều hòa sẽ tự động chạy. Khi mà anh em ra xe thì rất là mát rồi. Đây, ok, thí nghiệm cho anh em xem luôn. Đó, anh em chỉ cần ấn 3 nút, 3 lần mở, 3 lần khóa thôi là xe anh em sẽ đã tự động nổ rồi. Điều hòa xe đã tự động kích hoạt và anh em khi ra xe đã mát rượi rồi. Ngoài tích hợp trên chìa khóa zin này thì anh em còn có thể điều chỉnh ở trên app điện thoại anh em nhé. Đó, đây, ở trên app điện thoại. Trên app điện thoại thì sẽ có một cái app riêng. Khi mà anh em không cầm chìa khóa, anh em vẫn có thể để nổ được anh em nhé. Đây, mình sẽ hướng dẫn cho anh em. Anh em chỉ cần ấn một cái này thôi, đồng ý. Đấy, gửi lệnh thành công. Xe đã tự động nổ, anh em thấy chưa? Rất là hiện đại, rất là tiện luôn. Và anh em muốn tắt thì em cũng chỉ cần thao tác một nút ấn thôi, đồng ý. Đó, xe đã tự động tắt. Đây thật sự là món đồ này rất là tiện, rất là hiện đại. Một món đồ mà anh em nên tham khảo và nên lắp đặt trong mùa hè và trong những mùa hè tới anh em nhá.